xin lỗi nha, nhưng mà tại vì bạn cản đường mình trước á. Nói năng như vậy á hả? Ai cản đường bạn? Đi mà mắt mũi lại đâu á? Sao bạn lớn tiếng quá vậy? Mình xin lỗi bạn rồi mà. Bộ xin lỗi là xong á hả? Bạn giết người thử bạn xin lỗi coi. Bạn nói chuyện thiệt là ngu xuẩn á. Mình có giết bạn chưa? Cái gì mà ngu xuẩn? Ê! Bạn làm gì vậy? Ê! Bạn có tin á là mình tát bạn mà răng môi lẫn lộn không? Xin lỗi bạn nha, nãy giờ bạn nói cái gì á, mình không có nghe gì hết trơn á. Mình nghe hình như có tiếng động vật đang kêu á. Đó, tiếng chung vô lớp là cứu mạng bạn á. Thôi mọi người lên lớp đi, hết giờ rồi. Đi đi. Mỹ. Thôi mà có cái gì đâu, đụng cái mà sao. Sao nghe nói trước khi chuyển trường vào đây là bạn học giỏi lắm mà sao? Sao? Học giỏi lắm á. Sao không biết, ai nói? Thì bạn ấy nói đó. Huy ơi Huy, cho mình mượn cuốn hình học đi. Nè, muốn gì? Mình là bạn té hả? Mình xin lỗi nha, giờ mình mới biết á. Cái chân cẳng gà của bạn á, làm sao đủ sức làm cho tôi té. Mơ đi. Ê, nay là cẳng gà á. Các bạn á. Mà nè, bây giờ mình không có muốn nhiều lời nữa, tốn nước miếng lắm. Bây giờ có gì hai mình đánh lộn đi, chứ đừng có nhiều lời nữa, mệt lắm. Đánh nhau hả? Ok, thích thì chiều. Con này đó là chưa biết sợ ai đâu nha. Nè. Ngon, nhào vô, nhào vô, nhào vô. Cái gì vậy? Hả? Lớp học hay cái chợ? Mà đánh nhau hả? Đã có kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ, tôi xin trịnh trọng tuyên bố lớp của mình đoạt hai giải, giải nhất và giải đặc biệt toàn trường. Từ cuối đêm lên thầy giỡn có vui, cái mặt cứ giống giỡn lắm hả? Bạn nào biết là mình đạt giải đặc biệt tự động đứng lên đi, đừng bắt tôi phải nêu đích danh. Đứng lên đi, còn ngại nguồn mắc cỡ gì nữa. Hôm nay Yumi nhà ta biết mắc cỡ ta ơi. Phan Hoàng Anh, đứng dậy cho tôi. Dạ. Đứng ngay ngắn lại. Rồi, cả lớp vỗ tay đi. Chúc mừng hai bạn. Một bạn đoạt giải đặc biệt của trường, một bạn đoạt giải nhất của trường. Bây giờ vì danh dự của lớp, mời bạn giải nhất, bạn giải đặc biệt ra hành lang đứng cho tôi. Lên. Thuận học giỏi lắm, hạng nhất luôn. Nhưng mà dù sao á cũng đỡ hơn hạng đặc biệt. Cưng đừng có tưởng là cưng á hơn chị có 2 điểm là cưng ngon rồi nha. Chẳng qua chị cố tình lấy điểm thấp thôi, chứ chị đây mà học là hơn cưng cái chắc rồi đó. Trời ơi, hơn 2 điểm là chuyện hết sức là bình thường. Chị á hả, tại vì chị chuyển trường ngang xương, với lại á chị ghét cái nơi gò bó gọi là trường học, cho nên chị cố tình không học thôi. Nhưng mà cũng đỡ hơn ai kia. Ai kia là sao? Nè, chị đã nói là chị không muốn học thôi ha. Đã từ lâu trong cặp của chị á là không có sách vở gì hết, mà chỉ có cốc ổi mấy viêm thôi ha. Chị đã quên lãng sách vở luôn rồi. Đi học không có sách vở á, đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Còn tôi đây nè, tôi đi học á hả, giáo viên giảng bài á còn không thèm nghe,
ngồi dưới ha, chuyện chỉ đọc chuyện thôi nha. Giáo viên những bài hả? Chiêu này xưa rồi Diễm ơi. Đây nè, đi vô đây học nè, em nằm đây ngủ không à, chừng nào chuông reo đây mới dậy ha. Ha. Vậy mà có người á tới kiểm tra nhưng phải quay bài, chị đây không hề nha. Tức cười, kiểm tra phải quay bài, ai quay bài? Thôi, đây không hề quay bài nha, có người đem bài tới cho chép, cầu lụy chép luôn đó. Còn chị đây hả, hết giờ mà còn chưa biết thi môn gì nữa kìa. Hay quá ha, tự hào quá ha, đứng bét trường chót lớp vậy mà thường quay thành tích ha. Vô trong chép phạt 200 lần cho tôi. Thầy bà cái gì, tôi mà thấy hai người cãi nhau một lần nữa xuống sân chạy 50 vòng cho tôi. Cái con nhỏ đáng ghét này, tại cưng á, tại mấy người á có đồ có hương đó. Tại tôi, tại tôi, tại tôi. Vô thay đồ thể dục xuống trường chạy 50 vòng cho tôi. Trời, trời cái gì mẹ. Trời ơi, mọi người ơi, khủng khiếp lắm. Yumi với Hoàng Anh quýnh lộn kìa. Đi coi, đi coi, quẩn đi coi. Giờ năn nỉ còn kịp đó. Đợi lúc chị ra tay là hối hận nha cưng. Bạn tự tin quá ha, chưa biết á, ai còn phải năn nỉ ai đâu. Thôi, để lẹ đi, nói nhiều quá à. Đi sắp hết giờ rồi đó, lẹ đi. Đứa này nó ngang sức nhau, chưa có tùy tiện mà đánh được đâu. Hẹ đó. Chỉ có bao nhiêu đó sao? Nhìn tao còn anh ra tay nè. Mày đứng lại có trò gì vậy? Muốn chết à? Còn mấy đứa nữa, về lớp. Hay quá ha, hung dữ quá ha. Đến giờ học thể dục rồi không chịu đi thay đồ học thể dục mà ở đó tìm cớ đánh lộn hả? Hai người chạy 50 vòng với tôi, lẹ lên. Thầy Phú, con gái mà chạy 50 vòng như vậy làm sao mà chạy nổi thầy? Yên tâm đi, hai đứa này chạy 50 vòng không xi nhê gì nó đâu. Trời, lần này bé Nguyễn Thị Nụ có đối thủ rồi, để coi thử chạy được bao lâu. Ủa, cô bé chạy cùng với Yumi là bạn gái của Đức Mẫn hả anh? Tụi học trò, tụi nó chỉ đồn đại thôi. Vậy hả? Vậy Diệu Hiền là bạn gái của ai? Em này, bạn gái của thầy Nguyễn Đức Phúc. Yumi ơi, tôi nấu mì xong rồi nè, xuống đây ăn đi. Lâm ơi, tôi quên nấu dâu rồi, ông xuống tự nấu đi Lâm. Trời ơi, trời ơi, xong nụ luôn cho tôi. Hey, có mì hả? Sao xong nụ luôn cho tôi, Minh ơi. Hey, có mì hả, cho tôi tô hủ tiếu đi. À mà cô ơi, cô có chừng nhỏ đó nha cô. Nhỏ đó là bơm đậu chậm của lớp con đó cô. Con học chung với Mẫn hả? Dạ. À, vậy là hai đứa. Dạ, con giới thiệu với cô, con là bạn gái của Mẫn. Cái gì? Bạn gái? Dạ. Hai đứa lâu chưa? Dạ, cũng mới đây thôi cô. Mà con cũng giới thiệu với cô luôn, con bằng tuổi Mẫn à. Mà con có ước mơ lớn lên con được làm ca sĩ với cô. Vậy hả? Tại vì biết sao không, Mẫn cũng ít khi nào nói chuyện về nó, rồi cô cũng không nghe gì về con cho nên cô hơi bị bất ngờ. Tánh của Mẫn là vậy nào giờ mà cô. Con hiểu Mẫn hơn cô. con trong lớp với Mẫn thì chắc con cũng học giỏi ha. Dạ không cô. Mà
con lúc nào cũng được điểm cao hết. Mà do tháng này con mới chuyển trường về, xui quá cho nên con hơi bị tụt hạng á cô. À dạ. Không sao, thì tháng sau mình cố gắng lên, mình cứ học tốt lên là được nha. Dạ. Nói chung cái tuổi này phải học giỏi. Dạ con cảm ơn cô. Cố gắng học lên. Trời ơi, nói dối mà không có biết ngượng luôn á trời. Không biết đỏ mặt luôn á. Ai làm gì mà nói dối? Cô ơi, nhỏ này á là đội sổ lớp con đó cô. Đội sổ? Dạ. Ai đội sổ vậy? Nhưng mà đội sổ cũng hơn ai kia 2 điểm. 2 điểm chắc nhiều lắm á. 2 điểm chắc không nhiều ha. Mà tôi nói vậy á là ý tôi á, bạn cũng là đội sổ đó. Đồ não cá vàng, không hiểu hả? Ê cái đồ não ngắn kìa, nó ai là não cá vàng đó hả? Ủa bạn nói là não ngắn vậy? Bạn muốn cái gì? Muốn cái gì? Sao không? Muốn đánh lộn hay gì? Đi ra ngoài đánh lộn. Đi đánh lộn nè. Muốn gì? Sao? Muốn gì? Bạn sao? Nói gì? Ai não ngắn? Trời. Ai não cá vàng hả? Tôi nói bạn não cá vàng á, đồ não ngắn. Ê cái đồ này. Một đứa não cá vàng, một đứa não ngắn. Im lặng hết cho tôi.